Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh E Tư Giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Vios E số sàn sản xuất 2020 ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Vios E số sàn sản xuất 2020 này đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá như nào và có những tính năng option có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất để mình mua một chiếc xe này không, hay là cần phải mua bản cao cấp hơn, hay là những tính năng option của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này nó có phù hợp như nhu cầu sử dụng cũng như là nhu cầu đi lại của mình không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này nó là đang là 470 triệu ạ. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 455 triệu nha. Ngoài ra có thể tặng cho anh em thêm một năm bảo hiểm thân vỏ nữa nhá. Đấy, còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhá. Ok, tiếp theo là những tính năng option em giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể nhá. Kích thước tổng thể của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này thì kích thước tổng thể nó dài thì đang là 4m425 ạ, rộng là 1m730 và cao thì đang là 1m475 ạ. Đấy. À, chiều dài cơ sở của nó thì đang là dài là 2m55 nhá. Và khoảng sáng gầm xe của nó đang là 13,3 cm đấy ạ. Đấy. Đấy là về kích thước tổng thể ạ. Ok, tiếp theo là những thiết kế của nó nữa. Tiếp theo nó chính là về mặt lưới ca lăng ạ. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này, mặt lưới ca lăng của nó thì rất là to bản. Rất là to bản nhá. Đấy, logo đặt được chính giữa đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía trước. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này thì đèn sẽ là đèn halogen nhé, phản xạ ra hướng cho cả đèn cốt lẫn đèn pha ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm. Đèn gầm thì nó cũng là sử dụng đèn đèn halogen phản xạ ra hướng nhé. Các an toàn phía trước thì chiếc xe này đã sơn không có cảm biến góc trước như là chiếc xe bản tô như là bản Toyota Vios G số tự động thì nó sẽ có thêm cảm biến góc trước. Còn bản E số sàn và E số tự động thì sẽ không có nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe. Sườn xe của chiếc xe Toyota Vios G này thì sườn xe nó được dập lỗ rất là nhiều, tạo ra chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và khỏe mạnh nhưng không kém gì sự sang trọng ạ. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe. Bánh xe của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này thì nó vành đúc hợp kim nhôm nhé. Vành sẽ là màu bạc trắng đấy ạ. À, vành sẽ là vành 15 inch nhé. Phanh đĩa cho cả bốn bánh đấy ạ. Các tính năng an toàn đi theo ví dụ như là hệ thống phanh ABS này, cân bằng điện tử xe EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này. Đấy. Và một số các tính năng an toàn sau thì em sẽ giới thiệu cho anh em về cuối video nhé. Đây còn em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe ạ. Cùng màu thân xe nhé, tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương, nó là bằng LED nhé. Và có chỉnh điện và gập điện ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa. Tay nắm cửa của chiếc xe Toyota Vios E số sàn sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe nhé. Nó không phải là mạ chrome, nếu mạ chrome thì em đánh giá rất là tuyệt vời. Nhưng mà nó chính là cùng màu thân xe thôi ạ. Đó. Cả bốn cánh cửa sẽ là cùng màu thân xe nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về trần xe. Trần xe của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này sẽ trần là trần phẳng nhé, không có cửa sổ trời đâu ạ. Anten sẽ là anten vây cá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe nhé. Đuôi xe của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này, phần đuôi xe được dập lỗ rất là nhiều, tạo ra chiếc xe đằng sau này nhìn trông sang trọng hơn, cứng cáp hơn. Đấy. Giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía sau. Cụm đèn phía sau sẽ là đèn halogen nhé. Đèn toàn bộ là halogen. Và nó sẽ chạy từ phần sườn xe trên phần đuôi xe, tạo ra một cái cụm đèn phía sau của chiếc xe Toyota Vios này nhìn rất là sang trọng ạ. Đó. Đấy. Phía sau này thì chiếc xe Toyota Vios E thì các cái tính năng an toàn thì nó cũng không có như là Vios G. Đó chính là xe có cảm biến lùi và camera lùi thì chiếc xe này sẽ không có những cái tính năng an toàn như vậy nhé. Đấy, kể nó thêm được camera lùi và có thêm cảm biến lùi thì rất là tuyệt vời, nhưng nó chỉ có thêm được camera lùi thôi nhé. Đây camera lùi này anh em này. Ok, giờ em sẽ thử mở cốp ra cho anh em xem là chiếc xe Toyota Vios E này xem là cốp nó có rộng hay không nhé. Em giới thiệu cho anh em phần cốp xe nhé. Cốp xe của chiếc xe Toyota Vios E thì cốp nó rất là rộng. Cốp rất là rộng nhé. Tạo ra mình cốp hàng ghế thứ hai mình có thể gập được 60-40, nên là để sau mình để đồ rất là dài và rộng được cho anh em. Đây em sẽ mở thử mổ cho anh em cái lốp phụ
xem là của chiếc xe Toyota Vios này có gì không ạ. Lốp phụ của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này sẽ là lốp sẽ là cũng là vành đúc hợp kim nhôm nhá. Vành sẽ là vành 15 inch đấy, giống như bốn lốp chính nhé. Đấy, còn đằng này sẽ là có trong sẽ là bộ đồ tháo lốp ạ. Còn kích lốp thì sẽ là được để ở phần gầm của ghế lái nhé. Ok, giờ em sẽ quay sang cho anh em xem về mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Toyota Vios E này, thì mức tiêu nhiên liệu đang là bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho anh em nhé. Đây, em giới thiệu cho anh em nhé. Đầu tiên đó chính là ở trong đô thị sẽ là 7 lít 74 ạ. Ngoài đô thị đang là 4 lít 85 nhá, và kết hợp trung bình đang là 5 lít 92, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho một chiếc xe Toyota Vios E số sàn như này. Đấy, với 1.5 này nhá. Ok, giờ em sẽ pin cho vào trong đến nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Toyota Vios E số sàn. Nội thất là sẽ là toàn bộ màu là màu đen hết nhá. Đấy, ghế sẽ là ghế được chỉnh cơ 6 hướng này. Đấy. Và đây em giới thiệu cho anh em phần vô lăng. Vô lăng của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này thì vô lăng sẽ là vô lăng 3 chấu nhá. Và tích hợp trên đây thì sẽ không có những tích hợp ví như điều chỉnh âm lượng này. Đấy, đàm thoại rảnh tay nó sẽ không có những cái này. Số túi khí của chiếc xe này thì sẽ là tổng sẽ là 3 túi khí nhá. Đấy, thì cái này sẽ là có được chỉnh cơ 4 hướng gật cù về lên xuống á. Đây, còn giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này. Cánh cửa của nó sẽ là cánh cửa có đâu đây là điều cụp gương này, điều chỉnh mặt gương này, khóa kính này và sẽ là tự động lên xuống cho bên kính lái nhé. Ok, giờ em sẽ đi sâu ở bên trong để giới thiệu cho anh em chi tiết bên trong nhé. Em giới thiệu cho anh em nhé, Vios E số sàn thì nó là chìa khóa cơ rồi nhé, không phải chìa khóa thông minh nhé. Đấy. Đây, còn đây em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Toyota Vios E số sàn. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đấy ạ. Đó. Đây, bản đồ táp lô nhá. Bản đồ táp lô thì nó cũng thiết kế rất là cách điệu, tạo ra không gian của chiếc xe này cảm giác nhìn rất là sang trọng của chiếc xe Toyota Vios. Đây là vòng tua động cơ này. Công tơ mét này. Đây là mức nhiên liệu này. Đấy, và đây là cài đặt màn hình hiển thị đa thông tin ở đây nhá. Đấy. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần điều chỉnh ánh sáng thì nó cơ bản thôi, nó không có kiểu tự động cảm biến ánh sáng đâu ạ. Gạt mưa cũng như vậy nhá. Nó chỉ là các cái cơ bản thôi ạ. Đây, còn em giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch nhá. Và có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có Apple AirPlay và Auto Android luôn nhá. Đấy. Thì màn hình này sẽ có cả màn hình đĩa DVD nữa, một đĩa nhá. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cửa phía sau dưới này, cho là điều hòa cơ chỉnh tay nhé. Điều hòa cơ chỉnh tay đây là điều chỉnh về nhiệt độ này, tốc độ gió này và hướng gió đấy ạ. Đấy, đây là sấy kính sau này, lấy gió trong này và tắt điều hòa này. Đấy, đây là cửa gió điều hòa nhá, nhìn rất là sang trọng đấy ạ. Đấy, cửa gió điều hòa này. Đó. Số loa của chiếc xe Toyota Vios E này thì sẽ có 4 loa cho anh em nhé. Đây, em mở cốp phụ ra cho anh em xem này. Cốp phụ thì sẽ là có đây là cổng USB này. Đấy, cốp phụ thì rất là rộng nhé, để cho anh em để đồ rất là thoải mái. Đây, em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này, và là hộp số. Đây, em giới thiệu cho anh em về hộp số nhé. Về hộp số đây, hộp số sàn đấy ạ. Hộp số sàn 5 cấp đấy ạ. Nó cơ bản thôi đúng không ạ? Nó không có gì nó quá nổi bật cả. Đằng trước đằng này sẽ là một để nước này. Nó giống như bản G thôi ạ. Đây, còn em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này tiếp theo, đó chính là phanh tay sẽ là phanh cơ nhá. Phanh cơ đấy ạ. Đấy, con này thì bản này sẽ không có hộp tựa tay trung tâm để đây nhỉ. Không có hộp tựa tay trung tâm nhá. Đó. Đây điểm trừ khá là lớn đấy ạ. Ok, giờ em sẽ quay cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu trong xe thì của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này nó cơ bản thôi, không có gì quá nổi bật cả. Đây, em giới thiệu cho anh em về phần trần xe nhá. Trần xe thì đèn trần, đây là đèn trần đấy ạ. Sẽ có 3 chế độ này, luôn luôn sáng này, bật mở cửa thì sáng. Đấy, mà hoặc là mình có thể bấm cơ như này nhá, bấm cơ như này cho em. Đó. Còn trần xe thì nó là sần phẳng thôi, không quá gì luôn luôn bật cả. Sần màu ghi nhá. Ok, giờ em sang bên hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Toyota Vios E số sàn. Thì hàng ghế thứ hai của nó sẽ là sử dụng là màu đen giống hàng ghế đầu tiên nhá. Đấy, giờ em sẽ đi vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đây. Em vào đầu tiên em sẽ cảm nhận đó chính là em cao 1m80 nhá. Nhưng mà để chân rất là rộng rãi thoải mái để được khoảng gần 1 găng tay này. Đó.
rất là rộng rãi thoải mái. Chiều cao thì em để thừa tầm khoảng 5 đến 7 phân số. 7 phân đấy nhá. Hàng ghế thứ hai này của chiếc xe Toyota Vios E thì rất là tiếc không có cửa gió hàng ghế thứ hai. Đấy, điểm trừ khá là lớn đấy ạ, không có cửa gió hàng ghế thứ hai. Giờ em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Toyota Vios. Hàng ghế đầu tiên đấy ạ. Đấy, đây là tổng quan nhá. Đấy, với sự thiết kế nhìn rất hài hòa, không kém sự sang trọng. Anh em tại sao anh em không gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất đi ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Ok, giờ em sẽ sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này. Thì động cơ nó đang này có như thế nào để em giới thiệu cho anh em nhé. Cho anh em về động cơ của chiếc xe Toyota Vios E số sàn. Đấy, vẫn sử dụng động cơ của Hyundai rất là nổi tiếng rồi. Nó là động cơ đua VVT-i, rất là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Đấy, với công suất cực đại thì của chiếc xe này đang công suất cực đại đang là 179 Nm trên 6.000 vòng trên phút nhé. Còn moment xoắn cực đại thì đang là 140 Nm trên 4.200 vòng trên phút. Và tiêu chuẩn khí thải của nó đang là Euro 4 nhé. Đó. Đây, em sẽ quay cho anh chi tiết này. Đầu tiên là sẽ là nước rửa kính này, động cơ đua VVT-i nhé, rất là tiết kiệm. Động cơ sẽ là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng. Còn đây là cầu hút này, ắc quy này, cầu chì này. Và đây là màu vàng này là dầu phanh nhé. Ok, giờ em sẽ giới thiệu cho anh em về tổng quan của chiếc xe Toyota Vios E số sàn, cũng như là tính năng an toàn của chiếc xe này thì có những gì, thì em xin phép được đi vào chi tiết giới thiệu cho anh em nhé. Đây, em giới thiệu cho anh em về tổng thể, cái kích thước tổng thể thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Còn những tính năng an toàn của chiếc xe này thì có như thế nào ạ? Hệ thống phanh thì nó sẽ là có phanh đĩa 4 bánh nhé. Đấy, phanh hệ thống phanh ABS đã giới thiệu cho anh em rồi. Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này. Cân bằng điện tử xe EBD này, hệ thống cân bằng điện tử xe VSC này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, đó, còn và có rất nhiều các cái thứ khác nhau nữa nhá. Ví như là túi khí thì em giới thiệu cho anh em rồi, sẽ là có 3 túi khí nhá. Đấy, chiếc xe này sẽ tổng của nó là đang là có 5 màu nhá, nhưng mà màu đen mình đang xem này, màu vàng cát này, màu bạc này, màu đỏ và màu trắng á. Đấy. Thì hôm nay em đã giới thiệu cho anh em về toàn bộ các dòng xe, giới thiệu cho anh em về giá xe của chiếc xe Toyota Vios E số sàn này rồi. Cũng như em đã giới thiệu cho anh em về toàn bộ những tính năng option của chiếc xe. Thì hôm nay em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ các dòng xe của Toyota. Cũng như em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em một cách liên tục để anh em có sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Và cũng như tính năng option của chiếc xe Toyota Vios này có phù hợp nhu cầu đi lại của mình hay không. Thì em xin phép được dừng video đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.